Ở đây là mình có 40g nước mắm chay, 60g đường, 100g nước. Nấu sơ cái phần này lên. Ở đây mình có một cái nấm đùi gà nè. Bây giờ mình sẽ sắc nhỏ cái phần nấm này ra nha. Mình cắt nấm ra những cái viên vuông vuông như thế này nha. Mình nấu sôi một ít dầu ăn lên nha. Rồi dầu sôi lên mình tắt lửa, mình đổ vô chén hành lá nha. Đây mình có chén hành lá sắc nhỏ nè. Rồi mình phi hành tím với lại tỏi lên nha. Đây là mình sẽ cho nấm đùi gà cắt chưa. Tiếp theo là mình sẽ cho nước chưa. Rồi mình nấu cho cái phần nấm đùi gà này nó chín kỹ nha. Mình sẽ nêm vô đây một chút xíu muối, chút hạt nêm chay. Rồi mình để lửa nhỏ, mình nấu cho đến khi cái phần nấm của mình nó chín kỹ và nước nó rút chưa hết luôn là được nha, chỉ còn dầu thôi. Mình nấu đến khi mà nước nó rút vô hết chỉ còn dầu thôi nha. Và nấm của mình nó teo lại thì nó mới dai ngon. Ở đây mình có là 100g bột năng nha. Và mình chế vô đây khoảng 70g nước sôi. Cho đến khi bột mình nó thành một cái khối mịn dẻo như vậy là được nha. Rồi mình để cho nó nghỉ 30 phút. Mình đậy lại nha, cho bột đừng có bị khô. Rồi 30 phút sau thì bột của mình nó đã rất là mịn dẻo rồi. Thì mình sẽ chia bột ra và mình gói nha. Chia bột ra thành những viên nhỏ đều nha. Và mình làm dẹp nó ra. Cho cái phần nhân lên. Cho cái phần nấm lên nha. Và mình gói nó lại. Đây là mình có 100g đậu xanh không có vỏ nha. Đậu xanh này mình ngâm 1 tiếng đồng hồ sau xong mình rửa sạch. Rửa sạch xong rồi mình sẽ bắt lên nồi mình nấu cho nó chín nhừ ra nha. Rồi mình nấu đến khi đậu xanh nó nát ra hết rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra cái chảo không dính mình sơn nha. Sau khi đổ ra chảo xong mình sẽ nêm vô đây một ít muối, một ít hạt nêm chay, một ít tiêu, một ít dầu ăn. Rồi mình sẽ sơn cho đến khi cái phần này nó khô lại nha. Mình sơn với lửa nhỏ nha để đừng bị khét. Thỉnh thoảng mình cho một ít dầu ăn vô.
Mình sên cho nó đến khi nó khô mình như vậy là được nha. Vẫn còn cái độ dẻo nè, ăn nó mới ngon. Đây là mình có 100g bột nếp và 100g nước sôi. Mình chỉ xài khoảng 60-70g nước sôi thôi. Bột của mình nó sẽ rất là dẻo mịn nha, không có dính tay nữa. Rồi mình sẽ lấy đồ mình đậy lại, mình cho nó nghỉ nửa tiếng đồng hồ sau là mình mới gói bánh nha. Mình sẽ nặn cái phần nhân này thành những cái viên nhỏ. Rồi bột sau khi nghỉ được 30 phút rồi, mình sẽ chia bột ra và gói nhân nha. Chia bột thành 12 phần và nhân cũng 12 phần luôn nha. Mình sẽ đè cái miếng bột mỏng ra. Sau đó mình sẽ cho cái phần nhân lên. Mình gói lại. Mình chuẩn bị một nồi nước nha. Nước sôi lên mình thả bánh như mình luộc nha. Bánh nó nổi lên là bánh mình nó chín nha. Mình sẽ vớt ra cái thau nước lạnh. Đó, mình sẽ vớt ra và ngâm vô cái thau nước lạnh như thế này nha, để cho bánh của mình nó không có bị dính. Rồi bánh mình nó nguội rồi, giờ mình vớt ra cái rổ mình để cho thiệt là ráo nước rồi mình mới ăn nha. Giờ mình sẽ sắp ra dĩa nha. Mình sẽ cho ít dầu hành nè. Cho một ít đồ chua lên. Tiếp theo mình sẽ cho một ít hành phi lên. Rồi mình ăn kèm với lại nước mắm mình đã nấu nha. Nước mắm mình nấu đã nguội rồi đó. Rất là ngon luôn.
rất là dễ làm và rất là ngon nữa. Bánh ít trần của mình á, nó rất là dẻo mềm ngon lắm, cái nhân rất là ngon. Rồi cái bánh bột lọc của mình á, cái nấm đùi gà á, mình chiên cho nó khô lại á, nó hơi săn lại rồi, nó teo lại rồi đó, ăn nó dai thơm ngon lắm nha.